Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng cảm ơn quý vị theo dõi. Chào Washington với Thanh Trúc. Thanh Trúc kính chào và mời quý vị bước vào chương trình Chào Washington với Thanh Trúc. Kính thưa quý vị, từ lâu ở trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ của chúng ta đã có Hội Phật giáo Mỹ Châu. Hôm nay, Thanh Trúc hân hạnh được có một vị khách mời, tức là hội trưởng của Hội Phật giáo Mỹ Châu, và cái trụ sở của nó là ở tại Chùa Hoa Nghiêm, vùng Fort Belvoir của tiểu bang Virginia, đến đây trong chương trình hôm nay. Đó là chị Nguyên Nghĩa Trần Phan Nhân. Thanh Trúc xin kính chào chị Nguyên Nghĩa ạ. Dạ, kính chào cô Thanh Trúc và kính chào quý vị khán thính giả đài SBTN. Dạ, Thanh Trúc mời chị hội trưởng của Hội Phật giáo Mỹ Châu là chị Nguyên Nghĩa đến đây đó, vì Thanh Trúc muốn biết thêm, cũng như là muốn cho mọi người theo dõi chương trình này biết thêm về cái ngày gây quỹ 20 tây tháng 10 tới đây ở do Chùa Hoa Nghiêm tổ chức, thưa chị. Dạ, thưa chị Thanh Trúc, ngày gây quỹ 20 tháng 10 năm 2019 sẽ được tổ chức tại nhà hàng Harvest Moon. Cũng như thường lệ, mỗi năm Chùa Hoa Nghiêm có gây quỹ, và kỳ này có mục đích là trùng tu tượng đài Quan Âm. Dạ, tượng Quan Âm Nam Hải có phải không ạ? Dạ, tượng Quan Âm Nam Hải thì đã có từ lâu, nhưng mà vì vấn đề violation của county thỉnh thử phải dời vào với phòng phía trong đất của mình. Dạ, thỉnh thử bây giờ mình phải trùng tu lại là để dời cái tượng vào phía trong phần đất. Dạ, tức là vào ở trong sâu ở trong khuôn viên của chùa. Dạ, khuôn viên của chùa. Vâng, thưa chị, như vậy là cái tượng đài Quán Âm Nam Hải đó là hình như cũng đã được thành hình sau khi mà chùa Hoa Nghiêm hoàn toàn cái việc xây cất và khánh thành. Dạ. Cách đây rất là nhiều năm phải không ạ? Dạ. Thì chùa Hoa Nghiêm là được xây cất từ năm xây cất mới, chánh điện mới từ năm 2009 và khánh thành vào tháng 4 năm 2011, và sau đó là xây dựng tượng đài Quan Âm Nam Hải. Thưa chị Nguyên Nghĩa, Thanh Trúc đi nhiều chùa ở trong vùng này cũng như là ở những tiểu bang khác, thì chùa nào cũng có một cái tượng đài Phật Quan Âm rất là uy nghi. Ở đây đó, chùa Hoa Nghiêm lại đặt tên là Phật Quán Âm Nam Hải. Chị có thể cho biết ý nghĩa không ạ? Dạ, thì thường thường Phật Quán Âm Nam Hải là có sự tích của công chúa Diệu Thiền, là người đã đạt đạo và cũng có ý nguyện là cứu tất cả những các thuyền nhân trên biển khi gặp nạn khổ nạn. Thì vì vậy mà chùa Hoa Nghiêm cũng có cái mục đích là cũng để kỷ niệm cho những người thuyền nhân vượt biển. Nhưng mà sau này thì cũng thấy là những người có thể đi tìm tự do bằng đường bộ hay là đi ODP hay đi HO, thì đều tất cả các Phật tử đó đều thường thường niệm Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cái cơ hội thoát khỏi cái nơi mà mình không muốn ở, để đi tới vùng đất tự do. Dạ vâng, thưa chị, và cũng như kính thưa quý vị, nếu mà quý vị đến vùng Fort Belvoir của và ở trên cái đường Buckley phải không ạ? Dạ, thì là 9111 Buckley Road. Dạ, quý vị sẽ thấy một ngôi chùa nguy nga, có thể nói là uy nghiêm, với một cái đại hùng bảo điện rất là đẹp, đó là chùa Hoa Nghiêm. Thanh Trúc muốn hỏi là thường Thanh Trúc thấy chùa Hoa Nghiêm cũng thường tổ chức những cái ngoài cái việc gọi là Phật sự rồi thờ gọi là thờ lạy đó, thì vẫn phải có những cái khóa tu học. Thưa chị, có thể trình bày là những chuyện đã qua thì mình không nhắc tới, nhưng mà trong thời gian này và trong tháng 9 tới thì những cái sinh hoạt về vấn đề tu học giáo lý ở chùa Hoa Nghiêm như thế nào, thưa chị Nguyên Nghĩa? Dạ, trong tháng 9 tới đây đó thì chùa Hoa Nghiêm sẽ tổ chức khóa tu, được mời được thầy Thích Pháp Hòa từ Canada về để hướng dẫn cho khóa tu.
có tu, rồi có đề tài là sống bình an trong giáo pháp của Như Lai. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thầy cũng được biết là thầy Thích Pháp Hòa là một vị mà có thể nói là giảng sư rất là được mọi người kính nể, là vì cái khả năng thuyết giảng của thầy. Như vậy đó, là khóa tu đó sẽ là 2 ngày, 3 ngày hay là 1 tuần thưa chị? Dạ, khóa tu được 2 ngày, ngày 21 và 22 tháng 9 là thứ bảy và chủ nhật. Ngày thứ bảy là tu nguyên ngày từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Còn ngày chủ nhật là từ 6 giờ sáng cho đến buổi trưa khoảng 2 giờ. Sau đó chùa có tổ chức buổi thuyết giảng đặc biệt của thầy Pháp Hòa tại hội trường Highfield School. Ở đó có thể chứa được trên 1.300 người. Vì vậy mà chùa Hoa Nghiêm đã thuê được cái chùa đó và tổ chức từ 3 giờ đến 7 giờ. Dạ vâng. Ở trong chùa Hoa Nghiêm thì cũng đã có cái chánh điện rất là rộng, mà ở phía dưới thì cũng có cái phòng sinh hoạt rộng. Nhưng có lẽ là vì cái sự mong đợi là sẽ có nhiều người Phật tử từ khắp nơi đến tham dự, cho nên là đó là quyết định của chùa là phải dời ra cái ngày mà nghe thầy thuyết pháp đó, là ở tại Hayfield High School. Anh chị như chị vừa trình bày. Vâng, thưa chị Nguyên Nghĩa, ngoài ra đó thì là Thánh Trúc cũng được biết là trong tháng 9 vẫn có những khóa tu học hay là những cái sinh hoạt về pháp lý gần gần tương tự như thế. Và rồi hình như là khi mà mình bước vào cái mùa thu đó, là bắt đầu là chúng ta sẽ đi gần đến cái mùa lễ tạ ơn đó. Thì thường Thanh Trúc hay nghe chùa Hoa Nghiêm, mà chính chị Nguyên Nghĩa cũng nhắc với Thanh Trúc về cái lễ hiệp kỵ trước khi mà chùa tổ chức cái lễ tạ ơn. Chị có thể trình bày về cái hiệp kỵ là cái gì không ạ? Dạ, năm nào vào mùa lễ tạ ơn thì cái chủ nhật mà trước ngày lễ Thanksgiving đó, là thường chùa tổ chức ngày lễ hiệp kỵ. Lễ hiệp kỵ là để làm lễ tạ ơn những vị tiền bối đã có công sáng lập chùa Hoa Nghiêm, và những vị thờ được thờ từ trong chùa. Vì vậy mà chùa luôn luôn tổ chức ngày hiệp kỳ là chủ nhật trước ngày thứ năm của Thanksgiving, và sau đó là chủ nhật phía sau thay ngày Thanksgiving đó là lễ tạ ơn. Xin chúng tôi xin kính chào quý vị và mong rằng quý vị thích thú với chương trình này, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình tới. Xin mời chị Trần Đoàn cùng với Thanh Trúc chào tất cả quý vị khán thính giả ở đây. Dạ, kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Hình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC, xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn và thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu gần xa. Mẹ, bà nội, bà ngoại, bà cố của chúng tôi là bà quả phụ Lê Văn Xuân, nhũ danh Nguyễn Thị Nhung, pháp danh Quảng Hồng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1930 tại Đà Nẵng, Việt Nam, đã từ trần lúc 9 giờ 20 phút sáng ngày 25 tháng 8 năm 2019, tức ngày 25 tháng 7 năm Kỷ Hợi, tại Chantilly, Virginia, hưởng thượng thọ 90 tuổi. Linh cữu hiện hoàng tại Fairfax Memorial Funeral Home, 9902 Braddock Road, Fairfax, Virginia, 22032. Chương trình tang lễ thứ Sáu ngày 6 tháng 9 năm 2019, 10 giờ sáng đến 11 giờ 30 sáng, lễ phát tang 11 giờ 30 đến 3 giờ trưa, thăm viếng 3 giờ đến 4 giờ tụng niệm, 4 giờ đến 8 giờ thăm viếng.
Thứ Bảy ngày 7 tháng 9 năm 2019, 9 giờ sáng tới 10 giờ sáng là lễ tụng niệm, 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa thăm viếng, 1 giờ trưa đến 3 giờ trưa lời cảm tạ của tăng quyến, di quan và hòa táng. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Điện thoại 703-470-6845. SBTNDC thành kính phân ưu.